bất chấp nhiều ý kiến đang đề xuất ngừng cấp chứng minh thư nhân dân 12 số do lo ngại sẽ chồng chéo với việc cấp thẻ căn cước công dân mà ngành tư pháp sắp triển khai, thì Bộ Công an đã khẳng định vẫn tiếp tục triển khai cấp chứng minh thư nhân dân mẫu mới theo kế hoạch. Tại Hà Nội, địa phương đầu tiên thí điểm cấp chứng minh thư nhân dân mẫu mới, từ ngày 21 tháng 4 vừa qua, số lượng các điểm cấp chứng minh thư nhân dân 12 số đã được nâng lên con số 32. Ngoài 30 điểm cấp chứng minh thư nhân dân 12 số tại trụ sở công an của 30 quận, huyện trên địa bàn, còn có 2 điểm cấp tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tại Hà Nội. Theo thống kê, trong 2 tháng qua, đã có gần 63.000 trường hợp được cấp chứng minh thư nhân dân 12 số. Đánh giá ưu điểm của chứng minh thư nhân dân mới, Công an thành phố Hà Nội cho biết, chứng minh thư nhân dân 12 số tạo thuận lợi cho công dân khi cấp lại hoặc cấp đổi chứng minh thư nhân dân. Với công nghệ mới, việc cấp chứng minh nhân dân có thể thực hiện ở bất cứ tỉnh thành nào trên toàn quốc, không nhất thiết phải cấp ở nơi cư trú. Hơn nữa, chứng minh nhân dân 12 số đẹp hơn, bền hơn, đặc biệt trong công tác quản lý chặt chẽ hơn, không có trường hợp một người có 2 số chứng minh nhân dân. Những ưu thế này đã khiến việc cấp chứng minh nhân dân 12 số được người dân đồng tình ủng hộ.